Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Trong video này mình sẽ tổng hợp cho anh em tất cả những gift code mới nhất trong tháng 5 anh em nha. Nhân tiện đến nhiều anh em mới chưa biết cách nhập code thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn nhé. Đầu tiên là anh em sẽ ấn vào phần avatar nhân vật hình con khỉ. Ở đây thì có phần trung tâm người dùng, anh em tiếp tục ấn vào. Tiếp tục anh em ấn vào trao đổi mã quà tặng nha. Rồi, bây giờ anh em sẽ nhập code của mình luôn nhá. Anh em lưu ý là phải nhập đúng cái mã xác nhận ở đây nữa nhá. Và code đầu tiên là VIP999, đổi ngay. Code thứ hai là Happy999. Gift code thứ ba là Super999 anh em nhá. Gift code thứ tư là Pick666. Gift code thứ năm là TITD666. Gift code thứ sáu là Big888. Gift code thứ bảy là Pitch888. Gift code thứ 8 là 888TITD. Gift code thứ 9 là Bird2024. Gift code thứ 10 là Pick2024. Gift code 11 là Top2024. Gift code 12 là BigPick2024 nha. Gift code thứ 13 Chi111. Gift code 14 123TITD anh em nha. Gift code 15 TITD789. Gift code 16 AC888. Gift code 17 là TITD66CEB. Gift code 18 TITD29DAR. Gift code 19 là MOLIGHT20K. Gift code 20 TITD24GSV anh em ạ. 21 là SOUL666. 22 là SOUL888. Đây là hai cái gift code mà có sự kết hợp với cả Soulland đấu la đại lục anh em ạ. Code thứ 23 TITD11CFQ. Và code thứ 24 cũng là cái code cuối cùng, TNDN2024. Và một số những cái gift code sau đây thì nó đã quá hạn, ví dụ như cái CHA777 nha. Cái gift code thứ hai hết hạn đó chính là TT777. Thì đó là cập nhật về 24 cái gift code mới nhất cũng như là hai cái code đã quá hạn trong tháng 5. Thì anh em nhớ cập nhật lại nhá. Thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhá. Mình sẽ cập nhật cho anh em tất cả những gift code mới mỗi khi nó ra mắt nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.